xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như vậy là đúng như những gì chúng ta mong đợi. À, cuối cùng ngày hôm nay thì tờ báo pháp luật đã đưa tin là người tự xưng là thầy thích tâm phúc, hay còn có cái tên thật là Nguyễn Minh phúc đã nộp đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ cái hình phạt. Thì như quý vị đã biết đó, là um, sau khi mà um, bị cáo phúc tức là thầy Thích Tâm Phúc đã bị tòa án nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội danh. Tội thứ nhất là tội làm giả cái tài liệu của cơ quan tổ chức và cái tội thứ hai là tội chiếm đoạt tài sản. Thì theo như tờ báo pháp luật cho biết là tòa án nhân dân huyện Củ Chi sáng nay là ngày 22 tháng 8 năm 2024 thì tòa án đã chính thức nhận được cái đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc hay chúng ta thường quen gọi là thầy Thích Tâm Phúc về cái nội dung là xin được giảm nhẹ cái hình phạt mà do tòa án nhân dân huyện Củ Chi đã tuyên thì uh, trong cái nội dung của bài báo này cũng nói rõ là uh, phía người có quyền lợi và những cái người bị hại cũng như là những cái người có nghĩa vụ liên quan trong cái vụ án này thì không có đơn kháng cáo, tức là những cái người bị hại, những cái người có quyền lợi và nghĩa vụ trong cái vụ án này mà kể cả hai lần xét xử thì đều không có mặt tại tòa án và trong cái lần này thì BLO tức là báo pháp luật cũng cho biết là chỉ có một mình phía thầy Thích Tâm Phúc là gửi đơn kháng cáo, còn những người bị hại, những cái người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan thì không có đơn kháng cáo quý vị nhé à, thì như quý vị đã biết tôi xin được nhắc lại một chút về cái vụ án này. À, vào ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua thì tại cái phiên xét xử bị cáo Phúc đã thừa nhận cái hành vi như cáo trạng. Ờ à, không có oan sai và uh, bị cáo nguyễn minh phúc tức là thầy tâm phúc uh, mong là hội đồng xét xử xem xét ở cái mức khoan hồng để bị cáo được sớm trở về với mẹ nuôi mẹ và tiếp tục uh, việc học hành uh, cũng như là mong muốn được tu hành như lời của thầy tâm phúc nói ở trước tòa và đặc biệt là chúng ta rất là xúc động khi mà uh, trước tòa án thì uh, thầy thích tâm phúc hay có tên thật là Nguyễn Minh Phúc đã bật khóc khi mà thấy người mẹ già của mình lọm khọm được người nhà dẫn vào trong phiên tòa, một mẹ già 80 tuổi thì chúng ta hết sức là cảm thông với cái hoàn cảnh đó tuy nhiên như quý vị biết, luật pháp là luật pháp rất nghiêm minh có công thì được thưởng, có tội thì phải chịu xử phạt của pháp luật chúng ta không có thể binh vực được tuy nhiên thì trước cái hoàn cảnh của thầy chúng ta cũng rất là cảm thông cho cái cái hoàn cảnh rất là đơn trước đơn chiếc của gia đình mẹ thầy thì chỉ có một mình thầy là con trai thôi do đó mà cái cảm xúc của thầy khi mà chúng ta thấy đó các báo đài cũng đưa tin là khi mà dẫn bị cáo Minh Phúc ra tòa án thì cái hình ảnh đầu tiên mà thầy thích tâm phúc nhìn thấy đó là mẹ già của mình thì bị cáo phúc đã òa khóc nức nở lên khi mà gặp lại người mẹ của mình thì đó là những cái cảm xúc chứng tỏ rằng thầy cũng là người con rất là hiếu thảo tuy nhiên thì luật pháp vẫn là nghiêm minh và chúng ta phải chấp hành những cái hình phạt của luật pháp nếu thầy tâm phúc phạm vào cái tội thì đã có hội đồng xét xử chúng ta không bàn cãi về cái chuyện đó thì cái trong cái phần tuyên án ở cái phần tòa án mà người ta tuyên đó quý vị thì hội đồng xét xử người ta căn cứ vào cái hồ sơ vụ án và căn cứ vào cái cuộc thẩm vấn ngay tại tòa với bị cáo thì đã có đủ cái căn cứ để xác định là bị cáo phúc có cái hành vi liên hệ với hai cái chủ tài khoản Zalo để làm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà T và sau đó thì dùng cái giấy chứng nhận giả này để chiếm đoạt tài sản của bà T số tiền là 70 triệu đồng. Tuy nhiên thì như các nguồn tin cho biết đó, là 70 triệu đồng này thì được chị của thầy Thích Tâm Phúc đã khắc phục hậu quả rồi, tức là đã nộp đủ lại số tiền 70 triệu rồi. Tuy nhiên thì ở đây các cái phương tiện báo chí như chúng ta biết thì chỉ nói là tên cái chủ cái hai tài khoản Zalo này thôi chứ mình không có biết được là cái người hai cái chủ tài khoản Zalo này ở đâu tên gì cái vai trò trong cái vụ án này như thế nào thì chúng ta không có được cung cấp thông tin và hội đồng xét xử cũng nhận định rằng là bị cáo Phúc biết được cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng mà vì cái mục đích của thầy là có tiền để tiêu xài cá nhân thôi uhm, cho nên là đã đưa ra những cái thông tin gian dối để để thực hiện cái hành vi là nhờ người làm hai cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tài sản của bà T. Thì uh, theo như cái quan điểm của hội đồng xét xử thì cái hành vi của bị cáo Phúc nó sẽ gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến cái quyền sở hữu tài sản của công dân. Những cái quyền này thì đã được pháp luật bảo vệ rồi. Cho nên là tòa án người ta căn cứ vào những cái nội dung phạm tội đó mà người ta có cái mức hình phạt để răn đe cũng như là phòng ngừa chung cho những cái người có những cái ý đồ mà phạm tội như vậy hội đồng xét xử thì người ta cũng rất là công tâm và người ta xét đến những cái tình tiết tăng nặng và và tình tiết giảm nhẹ để người ta lượng hình. Thì um, hội đồng xét xử uh, xét thấy là bị cáo không có cái tình tiết tăng nặng nào. Còn uh, về cái tình tiết giảm nhẹ thì uh, bài báo pháp luật ngày hôm nay người ta đưa tin là uh, về cái tình tiết giảm nhẹ là bị cáo đã thành khẩn khai báo đã ăn năn hối cải và đặc biệt nữa là gia đình đã khắc phục toàn bộ cái sự thiệt hại mà bị cáo gây ra. cho nên là dựa vào những cái tình tiết giảm nhẹ đó thì tòa án đưa ra cái mức bản án là 8 năm tù thì đã có xét đến cái yếu tố giảm nhẹ một phần hình phạt rồi. đó là nội dung của cái bài báo người ta đưa tin như vậy thì um, còn lại những cái giấy tờ mà liên quan đến vụ án như là cái giấy chứng nhận uh, tăng ni thể danh um, của Thích Tâm Phúc rồi một cái bằng thạc sĩ luật kinh tế và một cái bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một cái giấy chứng nhận điệp thọ vân vân thì uh, tòa án tiếp tục người ta tuyên là phải lưu hồ sơ những cái giấy tờ đó thì uh, qua cái sự việc của thầy uh, thích tâm phúc hay uh, có tên thật là nguyễn minh phúc đó, thì chúng ta thấy rằng uh, bất kể là người nào uh, dù là ở cái cương vị nào nếu vi phạm luật pháp thì đều phải uh, xử lý đúng người đúng tội đó là cái sự công minh của luật pháp việt nam uh, chúng ta không có uh, bàn luận cái vấn đề cái tội của thầy Minh Phúc ở đây ở đây chúng ta chỉ có thông cảm với cái hoàn cảnh của thầy là một người con trai duy nhất trong gia đình đang là phải nuôi một mẹ già 80 tuổi quý vị cứ nhìn lại những cái hình ảnh mà một người mẹ già 80 tuổi bước ra tòa con trai mình một người con trai duy nhất hai mẹ con òa khóc như vậy thì chúng ta hết sức cảm động tuy nhiên chúng ta cũng không có thể để những cái cảm xúc của chúng ta chi phối cho những cái việc làm tội lỗi của thầy minh phúc chúng ta chỉ có mong rằng cái sự khoan hồng của chính phủ của tòa án xét đến những cái yếu tố gia cảnh của thầy phúc và qua cái đơn kháng cáo này thì chúng ta hy vọng rằng um, thích minh uh, phúc hay là còn gọi là um, nguyễn minh phúc là tên thật uh, sẽ được uh, tòa án uh, cấp phúc thẩm sẽ xem xét để uh, um, lượng hình giảm nhẹ một phần hình phạt để cho uh, thầy có dịp uh, ăn năn hối cải và làm lại cuộc đời bởi vì uh, như chúng ta đã biết ấy, thì uh, thầy chia sẻ là thầy ước mong là thầy sẽ được về để tiếp tục tu hành cái điều đó là một cái ước muốn hết sức trân trọng và có thời gian để ăn năn hối cải và một điều quan trọng nữa là mẹ già rồi không biết có còn chờ đợi được đến cái ngày nguyễn minh phúc này thực hiện xong cái bản án 8 năm hay không thì chúng ta hy vọng là với cái sự khoan hồng của Việt Nam, của các cơ quan luật pháp, đặc biệt là ở đây là cơ quan tòa án sẽ xem xét đến những cái yếu tố gia cảnh mà cộng thêm với những cái sự thành thật khai báo, thành thật ăn năn hối lỗi và thầy Thích Minh Phúc đã khắc phục được những cái hậu quả do mình gây ra và ý thức được những cái tội lỗi của mình thì đây là một cái điểm mà chúng ta um, tin tưởng rằng với cái sự khoan hồng của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là của ngành tòa án thì uh, thầy qua cái đợt phúc thẩm thì thầy Minh Phúc sẽ được giảm một phần hình phạt để thầy sớm được trở về uh, chăm sóc cho mẹ già của mình cũng như là tiếp tục cái con đường tu hành mà thầy đã hàng mong ước. Thì trên đây là cái những cái chia sẻ của tôi dựa trên cái tờ báo pháp luật đăng vào ngày hôm nay 22 tháng 8 năm 2024 lúc 9 giờ 23 phút sáng nay thì tôi xin được thông tin để cho những người quan tâm tới cái sự việc của sư thầy Thích Tâm Phúc qua cái vụ án vừa rồi thì chúng ta cùng nhau chia sẻ và để biết những cập nhật những cái thông tin chính thức về thầy để tránh những trường hợp mà chúng ta nghe ở trên các cái trang mạng xã hội người ta đưa những cái thông tin nó không chính thức gây hoang mang trong cộng đồng. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi về sự việc thầy Thích Tâm Phúc nộp đơn xin kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc.